Xin chào các bạn nha. Cái máy EC17 của anh Kevin Việt Nam đã làm xong cái dàn cầu rồi bạn. Giờ mình đem xuống xuồng mình chạy thử nha bạn. Chạy thử nha, đừng có ném đá anh em mình nha. Nó cài chuyển dịch nên sao rồi? Thành công phải không? Thành công hay gì thấy sửng tóc kìa. Cái này tôi chỉ cho mua cái ống mà chỉnh nước biển thôi, mà mấy ông ấy á kiếm mà mua mấy ông sĩ á chỉnh cái gió nè, cái gió này nó lúc dư lúc thiếu rồi. Chạy nóng á là nó nó dư gió mà tốt ngủ vậy. Chế cái van hồi nãy đó cho nó qua ít qua nhiều, cái van của viên của nó, cái van không có van, nó lỗ nhỏ lắm, cái van nó hình như là có cái độ chính luôn á. Ừ, mình mở nhiều mới ít. Lấy thử được đâu, nhưng mà cái đó mình chỉ lấy nhỏ được. Đúng tại vì rồi. nó chỉnh gió á. Sao được, cái gió này nó lúc đều lúc không, lúc máy ra lúc cái máy mà chạy hồi nó không gông, chạy hồi bây bi đá rồi trời. Mình cái lớn nhưng mình chạy được dài luôn đúng không ta? Chạy được khoảng có chừng 70-80 thì chạy được. Mình cứng luôn rồi, nó chạy không không có hết nha. Ừ. Nó chạy được một khoảng có chừng 100 mét là nó giãn rồi nha. Ừ, mà chứ không mấy lên là được hoài phải không? Giãn hoài phải không? Hoài nó giãn được thì im dữ lắm. Nó giãn được luôn như nãy đã chứ. Nó giãn được mà nó sới luôn á.
mẹ tự nhiên tới đó cái nghỉ nha. Đúng rồi, tới đó nó sụn rồi. Nguyên nhân là cái đó nằm ở cái bom đó đấy. Mình sao mình điều tiết cái bom đó cho nó vừa là cày được đó là ok đó. Còn khi ta cày được đó. Rồi, ba về. Bây giờ xuống dưới vậy là chạy được rồi nè. Nhắc này về, chạy xiếc gì hết nè. Thôi chạy về, để chạy về nhà chợ, nhéo lỗ tai nữa. Bỏ tài. Rồi, cái tiền xuống rồi, để rồi mẹ.